Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ca lâm sàng thứ 20 trong series video You Were Pediatric. Một cô gái 18 tuổi đưa đứa trẻ gái 3 ngày tuổi đến phòng khám trẻ khỏe mạnh và có câu hỏi liên quan đến vấn đề bú mẹ. Cô đã cho trẻ bú mẹ hoàn toàn nhưng mà nói rằng mình có cảm giác đau và nghĩ là cô không có đủ sữa cho trẻ bú. Hiện tại thì cô muốn ngừng cái chuyện cho bú mẹ và chuyển sang sữa công thức. Vậy thì phát biểu nào bên dưới liên quan đến bú mẹ là đúng với các phương án lựa chọn như sau? A. Bú mẹ liên quan đến tăng nguy cơ béo phì ở trẻ em. B. Bú mẹ liên quan đến tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung ở người mẹ. C. Bú mẹ làm giảm nguy cơ viêm tay giữa ở trẻ em. D. Bú mẹ bổ sung chất dinh dưỡng thì không cần thiết đối với những trường hợp bú mẹ hoàn toàn. Và phương án E là không cần thiết để sử dụng biện pháp ngừa thai khi mà cho con bú mẹ hoàn toàn. Phương án của tình huống này là phương án C, hay là bú mẹ làm giảm nguy cơ viêm tay giữa ở trẻ em. Trước khi đi vào phân tích tình huống thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ lược về những cái lợi ích cũng như là chống chỉ định đối với bú mẹ. Người ta sẽ chia theo hai tình huống, đó là với mẹ và với bé. Đối với mẹ, về lợi ích khi cho con bú, đó là nhanh chóng co hồi tử cung và làm giảm chảy máu sau sinh, lấy lại được cân nặng trước khi mang thai nhanh hơn, cải thiện sự gắn kết mẹ con và giảm nguy cơ ung thư vú cũng như là ung thư buồng trứng. Về những cái chống chỉ định liên quan đến cho con bú, thì đối với người mẹ có lao hoạt động không điều trị, mẹ có thể cho con bú sau 2 tuần điều trị với thuốc kháng lao. Trường hợp thứ hai đó là mẹ bị nhiễm HIV, ở những quốc gia phát triển thì sẽ có sữa công thức thay thế. Trường hợp thứ ba là tổn thương vú nhiễm herpes. Trường hợp thứ tư đó là nhiễm thủy đậu trong vòng 5 ngày trước đó hoặc là trong vòng 2 ngày của cuộc sinh. Các tình huống còn lại là đối với những cái thuốc đặc trị, hoặc là hóa trị, xạ trị này, hoặc là mẹ dùng rượu hoặc là ma túy. Đối với bé thì cái lợi ích của chuyện bú mẹ là giúp cải thiện miễn dịch, cải thiện chức năng đường tiêu hóa, ngăn ngừa những cái bệnh lý truyền nhiễm cấp tính như là viêm tai giữa này, viêm dạ dày ruột, bệnh lý đường hô hấp, nhiễm trùng tiểu vân vân. Ngoài ra thì nó cũng liên quan đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mạng tính như là ung thư này, đái tháo đường type 1 hoặc là cái nhóm bệnh liên quan đến viêm ruột hoại tử. Chống chỉ định duy nhất đối với đứa trẻ trong trường hợp bú mẹ đó là galactosemia. Quay trở lại tình huống này, sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng lý tưởng trong vòng 6 tháng đầu của đứa trẻ, và bú mẹ hoàn toàn thì được khuyến cáo rất mạnh. Bú mẹ có nhiều lợi ích cho cả mẹ và cả bé. Tuy nhiên là có một số tình huống thì bú mẹ bị chống chỉ định đối với mẹ hoặc là đối với bé như được đề cập trước đó. Phương án cho tình huống này là liên quan đến bú mẹ làm giảm tỷ lệ viêm tay giữa ở trẻ cũng như là viêm dạ dày ruột này, nhiễm trùng tiểu hoặc là các cái nhiễm trùng cấp tính liên quan đến đường hô hấp khác. Một số cái lợi ích khác đối với trẻ khi được bú mẹ đó là cải thiện miễn dịch tổng thể và là giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như là đái tháo đường type 1 và ung thư. Vì những lý do đó thì người mẹ nên được khuyến khích cho bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu. Người mẹ này nên được tham vấn về các cái thông tin liên quan đến lợi ích bú mẹ và cái kỹ thuật cho con bú để thoải mái hơn. Đối với các phương án khác, phương án A, dữ liệu thống kê cho thấy là bú mẹ làm giảm nguy cơ béo phì ở trẻ. Phương án B là bú mẹ làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng, ung thư vú cũng như là ung thư nội mạc tử cung do làm giảm tiếp xúc estrogen. Phương án D là mặc dù là bổ sung sữa công thức là không cần thiết đối với những cái trẻ này, nhưng mà bú mẹ hoàn toàn thì vẫn cần bổ sung vitamin D cho đến khi đứa trẻ này ăn được thức ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở lên. Phương án D là bú mẹ kéo dài thời gian rụng trứng sau sinh. Tuy nhiên là bú mẹ thì không phải là một cái biện pháp tránh thai đáng tin cậy, và người mẹ cho con bú mong muốn tránh thai thì nên được tham vấn sử dụng những cái biện pháp tránh thai khác. Tóm lại, đúc kết tình huống lâm sàng này liên quan đến vấn đề là lợi ích cái việc bú mẹ. Thì trẻ bú mẹ sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý cấp tính, ví dụ như là viêm tay giữa, nhiễm trùng hô hấp, viêm dạ dày ruột, nhiễm trùng tiểu và viêm ruột hoại tử. Ngoài ra thì trẻ bú mẹ còn làm giảm nguy cơ mắc cái nhóm bệnh như mạn tính như là đái tháo đường type 1 này, ung thư ở trẻ em. Và có một chống chỉ định duy nhất ở trẻ đối với vấn đề bú mẹ đó là galactosemia. Đó là phần khép lại tình huống ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.